Chúa đã được sai đến để chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa đến để kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Chúa ngự bên hiệu Đức Chúa Cha để cầu cầu cho chúng ta. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng trọn niềm tôn kính và ai mộ thánh danh. Vì những ai được Chúa cho khăng khít với Chúa, Chúa sẽ chẳng bỏ rơi bao giờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. Bài Trích sách Các Vua quyển thứ 2. Trong các ngày ấy, Sennacherib, vua sân Assyria, đã phái các sứ giả đến với vua Ezekiah và dặn rằng: các ngươi hãy nói với Ezekiah, vua Juda như thế này: chớ để Thiên Chúa mà vua tin cậy mê hoặc vua nghĩ rằng thành Jerusalem sẽ bị lọt vào tay vua dân Assyria. Vì chính đức vua đã nghe biết những gì các vua Assyria đã làm khắp mọi nơi, đã tàn phá các nơi đó thế nào. Có lẽ nào một mình vua sẽ thoát khỏi? Vua Ezekiah đã nhận và đọc thơ do các sứ giả trao cho. Vua lên đền thờ Chúa, trải bức thơ đó ra trước mặt Chúa và cầu nguyện cùng Chúa rằng: lạy Chúa là Thiên Chúa Israel, đấng ngự trên các vệ binh thần,
Chỉ một mình Chúa là Thiên Chúa các vua trên mặt đất. Chúa đã dựng nên trời đất, xin lắng tai nghe. Lạy Chúa xin mở mắt nhìn xem. Chúa hãy nghe các lời vua Sennacherib đã gửi đến để lăng mạ Chúa hằng sống của chúng tôi. Lời Chúa quả thật các vua dân Assyria đã hủy diệt các dân và đất đai chúng, đã vứt các tượng thần của chúng vào lửa, vì các tượng thần đó không phải là Chúa, song là sản phẩm bằng gỗ đá do tay người phàm làm ra, nên bị họ hủy diệt. Vậy giờ đây lạy Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, xin cứu chúng tôi khỏi tay vua Sennacherib, để mọi vương quốc hoàn cầu biết rằng chỉ có mình Chúa là Thiên Chúa. Vậy Isaiah con trai Amos sai người đến tâu vua Ezekiah rằng: đây là những điều Chúa là Thiên Chúa Israel phán: ta đã nghe các điều ngươi cầu xin ta về Sennacherib vua dân Assyria. Đây là lời Thiên Chúa phán về vua ấy: trinh nữ Sion khinh chê và cười ngạo ngươi, thiếu nữ Jerusalem chế giễu sau lưng ngươi. Từ Jerusalem sẽ còn lại một số người, và từ núi Sion sẽ có một số người được cứu thoát. Đó là điều mà lòng nhiệt thành của Chúa các đạo binh sẽ thực hiện. Bởi thế Chúa phán những điều này về vua Assyria: vua sẽ không vào được thành này, sẽ chẳng bắn được một mũi tên nào vào thành, cũng dùng thuẫn mà vây hãm thành, chẳng đắp lũy quanh thành. Vua tới lối nào thì sẽ về lối ấy, và sẽ không vào được thành này. Đó là lời sống của Chúa: ta sẽ che chở và cứu thành này, vì danh ta cùng vì David tôi tớ ta. Chính đêm ấy, Thiên thần Chúa đến giết 185 người trong trại quân Assyria. Sennacherib, vua dân Assyria trở về và ở lại thành Ninive. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Đáp ca: Thiên Chúa kiên thủ thành của người tới muôn đời. Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen, trong thành trì của Thiên Chúa chúng ta. Núi thánh của Ngài là ngọn đồi duyên giang, là niềm hoan lạc của khắp cả địa cầu. Thiên Chúa kiên thủ thành của người tới muôn đời. Núi Sion là cùng kiệt phương Bắc, là thành trì của Đức Đại Đế. Thiên Chúa ngự trong thành quách của Ngài, từ chúng tỏ Ngài là an toàn chiến vĩ. Thiên Chúa kiên thủ thành của người tới muôn đời. Chúng tôi đã nhìn thấy, như đã nghe kể lại, trong thành trì của Chúa Thiên Binh, trong thành trì của Thiên Chúa chúng tôi, Thiên Chúa kiên thủ thành đó tới muôn đời. Thiên Chúa kiên thủ thành của người tới muôn đời. Lạy Chúa chúng tôi tưởng nhớ lại lòng thương xót của Chúa, ngay trong nơi đền thánh của Ngài. Lạy Thiên Chúa cũng như thánh danh Ngài, lời khen ngợi Ngài sẽ vang cùng cõi đất, tay hiểu Ngài đầy đức công minh. Thiên Chúa kiên thủ thành của người tới muôn đời. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Xin Chúa cho tôi hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và tôi suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em, ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: đừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vứt ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân rồi quay lại cắn xé các con. Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con thì chính các con hãy làm cho người ta như thế. Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy. Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy. Cửa và đường dẫn tới sự sống thì chật hẹp, vì ít kẻ tìm thấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Ngày hôm qua chúng ta nghe phúc âm, Chúa nói là đừng xét đoán để chúng ta khỏi bị xét đoán. Và hãy nhìn xét về lương tâm của mình. Đừng nhìn những cái xấu, cái rác, cái đà trong mắt anh em, mà trông thấy những cái lỗi lầm ở trong mắt mình, trong con người mình mà nhìn không thấy. Hôm nay tiếp tục về luân lý đời sống, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta một cách tích cực. Ngày xưa bên Phật giáo người ta nói rằng các người không muốn làm cho người ta điều gì thì đừng làm cho người khác. Nhưng Chúa Giêsu đi một cách tích cực hơn. Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con thì chính các con hãy làm cho người ta. Nếu chúng ta muốn người khác làm tốt cho mình, nói tốt về mình, nghĩ tốt về mình, thì chúng ta cũng phải làm tốt, làm tốt và nghĩ tốt về người khác. Chúa mở cho chúng ta một con đường để vào nước trời, đó là cửa hẹp. Con đường thênh thang thì là lối đưa vào sự hư mất. Nơi đó có rất là nhiều kẻ đã đi, nhưng cửa và đường hẹp dẫn tới sự sống thì có ít người. Chúng ta chọn theo Chúa, chúng ta cần có sự hy sinh, từ bỏ. Nhiều khi những cái đồ đạc lĩnh kỉnh của cuộc đời càn lối chúng ta vào nước Chúa, vì sự tham lam, rồi vì sự tranh đua, tranh giành với những người chung quanh. Chúng ta cố gắng đi theo cửa hẹp, có nghĩa là chúng ta chọn Chúa, chọn con đường của Chúa, con đường thánh giá, con đường của chân lý và sự thật. Chỉ con đường đó sẽ dẫn chúng ta tới nước trời và giải thoát chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Và chúng ta tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. Chúng ta dâng Chúa những lời cầu xin. Cầu cho giáo hội, cho Đức Giáo Hoàng, các phẩm trật trong giáo hội. Cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, để chúng ta chọn con đường hẹp, con đường dẫn tới nước trời. Chúng con cầu xin Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu nguyện cho hòa bình, cho sự bình an trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo, các quốc gia, các dân tộc, để họ biết xả thân, hy sinh để xây dựng hòa bình, cơm no áo ấm cho mọi người. Chúng con cầu xin Chúa, xin Chúa nhắm lời chúng con. Cầu nguyện cho những người già nua tuổi tác, yếu đau bệnh hoạn, những kẻ neo đơn, những người không nơi ăn chốn ở, các trẻ em sơ sinh, nạn nhân của thiên tai, chiến tranh, khủng bố, bách hại, của dịch tễ. Xin Chúa chữa lành và gìn giữ bùi an họ. Chúng con cầu xin Chúa nhẫn lời chúng con. Cầu nguyện cho các linh hồn ra đi trước chúng ta. Chúng ta nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em, họ hàng vạn hiểu, các ân nhân thân nhân và linh hồn Maria tròn. Xin Chúa thương tha thứ giảm bớt phần phạt, đón nhận các linh hồn vào hưởng hạnh phúc bên Chúa. Chúng con cầu xin Chúa nhận lời chúng con. Và chúng ta dâng Chúa ý nguyện riêng trong tâm tư của chúng ta.
chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa là nơi chúng con nương ẩn, là chỗ chúng con cậy trông. Chúng con dâng Chúa những ước nguyện của chúng con, nếu đẹp lòng xin Chúa thương ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa rộng ban cho chúng con. Bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa rộng ban cho chúng con. Rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và miêu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa từ bi, chúng con hiến dâng những lễ vật này để tạ tội và ngợi khen Chúa. Cuối xin Chúa vui lòng chấp nhận và dùng qua lễ này mà thanh tẩy chúng con, hầu chúng con có thể dâng lên những tâm tình đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với ca đoàn ca thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Thánh, thánh, thánh Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Đấng ngự đến nhân danh Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một
thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiến toàn hội thánh trong Đức Mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Timôthy, các giám mục phụ tá của chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trong năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta gian nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đêm, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đáng khi chúng con mong gửi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con, vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin cho việc hòa mình vào máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, và chúng con sắp đón nhận
nhận lại cho chúng con được sự sống muôn đời. Lời chiên Thiên Chúa đang xoa tối trần gian, xin thương xót chúng con. Lời chiên Thiên Chúa đang xoa tối trần gian, xin thương xót chúng con. Lời chiên Thiên Chúa đang xoa tối trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Nơi chiên Thiên Chúa đây đang xoa tối trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngữ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngữ vào thật, thì con xin ấm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho tròn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Ca hiệp lễ. Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính Ngài cũng bữa cho ăn. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lời Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu, Chúa đã cho chúng con rước mình và máu con Chúa để đổi mới chúng con. Xin cho chúng con được chắc chắn hưởng ơn cứu độ nhờ mầu nhiệm cử hành trong thánh lễ này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Ta ơn Chúa. Tôi xin cảm ơn tất cả các bạn chị em. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta một ngày an vui và may lành.